Chào các bạn, tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer Master Coach thuộc Hiệp hội ABNLP Hoa Kỳ. Trong video clip này, tôi sẽ lý giải cùng các bạn những thất bại trong cuộc sống. Trong cách nhìn của NLP là không có thất bại, không bao giờ có thất bại trong cuộc sống này, chỉ có sự phản hồi mà thôi. Vậy thì toàn bộ những điều mà tôi trình bày trong video clip này sẽ giúp các bạn gì? Thay đổi cái không nhìn nhận của mình để giúp các bạn có động lực mạnh mẽ hơn và giúp các bạn gì biến toàn bộ những cái trải nghiệm tiêu cực của mình trở thành những bài học tích cực cho mình, để mình có động lực, để mình có sức mạnh để tiếp tục gì dám đối mặt với những thách thức ngoài kia, để biến toàn bộ những thách thức, những rủi ro đấy trở thành cơ hội để kiến tạo nên cuộc sống của các bạn. Thì cái hành trình nó bắt đầu như thế này. Nó bắt đầu từ cái giai đoạn là gì? Bạn bắt đầu từ điểm A sang điểm B. Điểm A này được ví là bạn bắt đầu 25 tuổi. Bạn vừa tốt nghiệp đại học và bạn bắt đầu được nhận vào một cơ quan, một đơn vị, một doanh nghiệp để làm việc. Và bạn cảm thấy hào hứng phấn chấn vô cùng. Bạn cảm thấy hào hứng phấn chấn vô cùng. Ở đây bạn 25 tuổi. Buổi sáng đó bạn dậy và cảm thấy phấn chấn, tắm rửa, mặc quần áo và bạn đến nơi làm việc. Đến nơi làm việc, bạn được sắp xếp một vị trí, bạn ngồi về đó và cảm thấy là vô cùng tự hào. Và những ngày tốt đẹp đấy trôi đi. Sáng bạn đi làm từ 7 rưỡi, chiều bạn về là 5 rưỡi. Và cái vòng này nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác. Bạn cảm thấy rất là tự hào với tất cả những người thân xung quanh, tự hào với tất cả bạn bè mình rằng bạn đã có một công việc, đã có một khoản thu nhập. Nhưng rồi vài năm sau bạn chợt nhận ra cái mức thu nhập này nó không đáp ứng cho bạn đủ sống. Nó không thể nào giúp cho bạn đủ giàu. Hơn nữa, bạn lại vừa lập gia đình. Những khoản chi tiêu trước mặt nó chuẩn bị xảy ra với bạn rồi. Bạn bắt đầu nghĩ mà ồ, cái công việc này liệu hay đúng hay chưa? Nhưng cái điều này đã bị dập ngay lập tức. Bởi vì bạn nghĩ rằng là ồ, mình đã có công việc ổn định, thôi, làm tốt đi, làm tốt sẽ có lương cao, làm tốt đi rồi sẽ có cơ hội. Và cái ý nghĩ đó nó bị dập tắt. Nhưng vài tháng sau, 6 tháng sau, 8 tháng sau, thì một vài người bạn sẽ nói cho bạn biết rằng là có một cái cơ hội làm tăng thu nhập, có một cơ hội khác làm tăng thu nhập, và bạn bắt đầu nghe. Bạn bắt đầu để ý và bạn bắt đầu thấy rằng quả thật, những người bạn của bạn bắt đầu họ làm thêm, họ bắt đầu tạo ra những thu nhập. Và bạn cũng bắt đầu mong muốn được giống như họ. Bạn bắt đầu là chia sẻ cái điều đó với người thân của bạn, những người gần nhất của bạn. Và những người đó bắt đầu dập đi. Thôi, tập trung vào chuyên môn, người ta có điều kiện, người ta có khả năng, nhà người ta có nhiều thứ hỗ trợ thì người ta mới làm được việc đấy. Nhà mình làm gì có cái gen kinh doanh, nhà mình làm gì có cái gen làm thêm mà làm. Và cái ý nghĩ, ý thích với bạn bè đó, ý thích muốn tạo ra thu nhập thêm bằng cái cánh tay phụ đó, nó lại dập tắt. Nhưng sau đó rồi, vài năm sau nữa, bạn bắt đầu có con. Cái sự đòi hỏi trong chi tiêu nó bắt đầu nhiều hơn. Và bạn bắt đầu phải nghĩ, bạn bắt đầu phải giật gấu vá vai trong các khoản chi tiêu. Và bạn nghĩ, trời cứ thế này à, cứ thế này à. Sáng bạn vẫn đi làm tắc đường, chiều bạn vẫn đi về làm về tắc đường. Sáng bạn ăn sáng, trưa nghỉ ngơi, chiều về tối xem tivi hai bữa cơm. Và cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi bạn đến 35 tuổi, thậm chí đến 40 tuổi. Và bạn có thấy rằng không, không thể thế này được. Mình phải kinh doanh một cái gì đó đi. Và bạn bắt đầu tìm hiểu. Bạn bắt đầu đến những mô hình kinh doanh để tìm hiểu. Bạn bắt đầu đến các cuộc hội thảo để tìm hiểu về cơ hội kinh doanh. Và bạn bắt đầu nhận thấy một cái điều gì có lý trong một thương vụ nào đó. Và bạn nghĩ bạn sẽ làm. Và như vậy bạn bắt đầu chuẩn bị. Bạn chăm chỉ đến học về kiến thức, nghiệp vụ. Bạn bắt đầu nhìn ngó xem là mình có bao nhiêu khoản vốn để chuẩn bị tung vào cái cơ hội kinh doanh này. Và đến một ngày bạn bắt đầu kinh doanh. Với hy vọng rằng gì? Khi bạn bắt đầu kinh doanh với hy vọng rằng là à, bạn muốn lên điểm gì? Bạn muốn lên điểm D. Điểm D. Nếu như ở cái điểm này bạn chỉ có mức thu nhập độ khoảng 5 triệu đồng, 10 triệu đồng thì bạn muốn lên điểm D ở cái mức thu nhập 50 triệu đồng, 70 triệu đồng. Và bạn bắt đầu lao ra kinh doanh với một cái trí tưởng tượng rằng mình nhập hàng về, mình sẽ bán hàng và mình sẽ có lãi khoản này đây, trừ đi chi phí mình lãi được khoản này.
Mình mở cửa hàng kinh doanh, khách sẽ đến ồ ạt sẽ rất đông. Và sáng bỏ tiền ra, tối thu tiền về, bạn sẽ có một lãi khoản này. Và cộng dồn, một năm bạn sẽ có cần này. Hai năm bạn có cần này, rồi chuỗi hệ thống bạn sẽ sinh ra. Và bạn bắt đầu kinh doanh. Và bạn bắt đầu lao ra kinh doanh. Nhưng cuộc sống nó không bao giờ như thế. Thay vì những cái ước mơ tốt đẹp như vậy, thì bạn bị gì? Lao xuống vực. Và ở đây nó gọi là điểm C. Và bạn nhìn này, bắt đầu từ điểm C lên đến điểm D, sao nó cao như vậy? Cái viễn cảnh mở cửa hàng ra, khách nườm nượp đấy nó không còn, mà bù lại là gì? Cảnh một cửa hàng vắng tanh. Cái viễn cảnh bạn nhập hàng về bán đắt như tôm tươi, nó không xảy ra, mà bạn chỉ gì? Bạn chỉ bán được một chút ít trong cái số hàng bạn nhập về thôi. Cái viễn cảnh mà cái nghề nghiệp mà bạn làm ấy, cái dịch vụ bạn làm mà bạn nghĩ rằng là bạn nói cho nhiều người và mọi người sẽ hăm hở như bạn ấy, nó không xảy ra. Thậm chí mọi người còn chỉ trích bạn, chê trách bạn rằng là bạn đang làm cái gì đó. Và bạn bắt đầu là một thời gian sau chẳng ai nghe bạn. Một thời gian sau hàng hóa không bán được, cửa hàng không có khách. Bạn bắt đầu hoang mang. Bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình rằng tại sao thế nhỉ? Tại sao như là cái mọi người không hiểu được cái cơ hội này vậy? Mọi người không hiểu được cái hàng hóa này tốt, cái sản phẩm này tốt, cái dịch vụ này tốt, cái cơ hội này tốt như bạn tưởng tượng vậy. Trong khi đó thì những đồng vốn nó không sinh sôi ra, thậm chí bạn còn bắt đầu ăn lẹm vào vốn. Thậm chí đó là kẻ làm vốn vay. Bạn bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Và tất cả lòng kiên trì, ý chí, rồi những ham muốn khát khao về thành công, về giàu có của bạn bị thử thách ở giai đoạn này. Và bạn hàng ngày bạn đang cố gắng leo lên. Leo lên cái đỉnh thành công là điểm D. Nhưng cứ leo lên một chút thì bạn lại rơi tụt xuống. Bạn ra ngoài kia gặp khách hàng, tư vấn một chặp lại không thành công. Nó lại làm bạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Nhưng không sao cả, bạn vẫn tiếp tục. Bạn vẫn tiếp tục cái hành trình tìm kiếm sự thành công. Lại leo lên tiếp, lại leo lên tiếp. Và cuối cùng gì? Bạn lại tiếp tục ngã xuống. Và toàn bộ gì? Tất cả những điểm C này là tất cả như là những rủi ro, những thách thức, như là chống lại bạn vậy. Và bạn lại tiếp tục đổ vốn vào, bạn tiếp tục đổ công sức vào với hy vọng rằng là mình sẽ thành công. Nhưng mà mọi chuyện lại không xảy ra như vậy. Và lúc này bạn bắt đầu là hoang mang, lo sợ. Bạn bắt đầu nghĩ rằng trời ơi, tại sao mình lại bây giờ lại có cái số nợ lớn như thế này? Bây giờ chỉ cần tôi giải quyết được cái số nợ này thôi thì tôi sẽ nguyện gì? Tôi sẽ nguyện cam kết là quay trở lại làm công ăn lương như cũ nữa. Tôi không kinh doanh nữa. Tôi sợ lắm rồi. Tôi thấy sao cuộc sống ngoài kia lại khó vậy. Tôi chỉ muốn kiếm thêm một chút thu nhập để gia đình tôi đỡ khó khăn hơn. Tại sao bây giờ tôi lại mang công mắc nợ? Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt như vậy. Bạn sợ hãi, bạn nghi ngờ, bạn đổ lỗi viện cớ xung quanh. Bạn không hiểu tại sao vậy. Và bạn cảm thấy bối rối, cảm thấy bế tắc trong cuộc sống này. Nhưng rồi bạn nhảy lại. Bạn nhảy lại cái vòng quanh cũ, sáng đi tối về, sáng đi tối về. Và cuộc sống lại càng bí bách hơn, khó khăn hơn, thiếu thốn hơn. Bởi vì các khoản nợ nó vẫn đang chồng chất. Và bạn nghĩ, không thể thế này được. Bạn lại tiếp tục nhảy ra kinh doanh. Và bạn lại tiếp tục lao điểm gì. Nhưng lần này là gì? Bạn đã học được những bài học trước đó. Bạn đã có một cái quyết tâm cao hơn. Bạn bắt đầu đánh giá sự kiện hiện tượng thiết thực hơn, cẩn trọng hơn. Và bạn nỗ lực nào. Và rồi thì bạn lại vẫn rơi xuống. Nhưng cuối cùng bạn nhìn thấy xung quanh rằng không thể thế này được. Bạn dồn một keo cuối. Và cuối cùng chuyện đó đã xảy ra. Sau một thời gian dài 3 năm, năm sau, rồi thì bạn cũng đạt được, đạt đến cái đỉnh cao bữa của mình. Bạn thành công. Bạn leo lên được điểm D với cái khoản thu nhập là 50 đến 70 triệu. Wow, bạn thành công. Bạn tự hào về bản thân mình. Bạn cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bạn có một cơ đồ. Bạn bè nhìn bạn ngưỡng mộ. Và bạn thấy hài lòng với bản thân mình. Cuộc sống xung quanh của bạn được đáp ứng đầy đủ. Bạn hài lòng. Và bạn biết không, vì sao bạn có thể đứng được trên điểm này? Đây là một cái quy trình nó phải xảy ra. Nó phải xảy ra. Ở cái giai đoạn ở xuống điểm C này, tất cả những thách thức,
mà bạn phải đối mặt, tất cả những vấn đề mà bạn phải giải quyết, đó là những thứ cần phải có trong cuộc đời bạn. Những cái thất bại tạm thời, những cái rủi ro, những cái vấn đề, những sự từ chối, thậm chí những mất mát, làm tổn thương nhau, nó đến để nó chỉ bạn những bài học, để cho bạn thấy rằng cuộc sống này bạn cần phải vượt qua những bài học. Nên bạn cần phải coi điểm C này là bạn của bạn, chứ không phải điểm C này là những rủi ro, thách thức vùi dập bạn ở cuộc sống này. Nó đến là vì bạn, chứ không phải nó đến để vùi dập bạn. Nó đến để nó chỉ cho bạn thấy, nếu như trong một thương vụ bạn thất bại, thì nghĩa là bạn chưa đủ khả năng để bạn có thể xử lý tốt cái thương vụ đó. Và nó đến nhiều lần như vậy, rồi cuối cùng bạn cũng xử lý được cái thương vụ đó, và lần sau nó đến một lần nữa, có phải bạn đã dễ dàng hơn trong việc xử lý nó không? Bởi vậy, nó đến liên tục với bạn để nó giúp bạn hoàn thiện những kỹ năng của bạn, để bạn trưởng thành hơn trong cuộc sống này. Vì thế, trong cuộc sống này, bạn phải coi những thất bại tạm thời nó là những người bạn. Những người bạn đấy đến để chỉ cho bạn những năng lực bạn còn thiếu, để chỉ cho bạn thấy rằng bạn phải đi hoàn thiện những năng lực đó đi. Thì khi bạn thành công đạt điểm D, bạn có thể giữ lại được toàn bộ những thành quả của bạn. Nếu không, thử hỏi, nếu như ra kinh doanh, bạn có thể thành công ngay lập tức lên điểm D mà không có bất kỳ một thử thách, một vấn đề gì xảy ra với bạn, liệu bạn có thể giữ được điều này không? Rất nhiều người thành công rất nhanh, nhưng sau đó rồi lại sụp đổ, lại phá sản mà không biết vì sao cả. Nhưng nếu bạn đã được gì? Đã được rèn rũa, đã được trải nghiệm, đã xử lý tốt từ điểm C cho đến điểm D rồi, thì bạn đầy đủ những năng lực, đầy đủ những kỹ năng để bạn có thể xử lý tốt bất kỳ vấn đề gì lặp lại với bạn. Vậy điểm C, những thất bại trong cuộc sống, không bao giờ bạn nên coi đó là thất bại, mà đó chỉ là những phản hồi cho bạn biết rằng bạn chưa làm tốt, bạn cần phải làm tốt, bạn cần phải có những kỹ năng để vượt qua điều này. Ví dụ, đứng trước một thương vụ tư vấn không thành công, thay vì bạn tập trung vào cái việc là gì, người khách hàng này không hiểu vấn đề, thì bạn hãy tập trung vào bản thân mình, nhìn nhận lại điểm C này, có điều gì tốt cho bạn trong việc này, trong việc là gì, bạn tư vấn và khách hàng chưa đồng ý với bạn, có điều gì tốt cho bạn trong việc này. Ở đây, điểm C đã chỉ cho bạn thấy rằng năng lực tư vấn của bạn chưa hoàn hảo, kỹ năng xử lý từ chối của bạn chưa hoàn hảo, tác phong, phong cách của một người bán hàng, của một người tư vấn, của một nhà thương thuyết của bạn chưa hoàn hảo. Bởi vậy, lần sau bạn phải hoàn chỉnh, lần sau bạn phải chỉnh sửa để tốt hơn. Và tất cả những cái điều đó nó nằm ở điểm C này, để bạn có thể đứng vững trên điểm D. Và rồi cuộc sống của bạn lại tiếp diễn, cuộc sống của bạn lại tiếp diễn D và D phẩy. Hàng ngày buổi sáng bạn lại kinh doanh, buổi chiều bạn lại về. Rồi cái vòng này cứ lặp đi lặp lại. Rồi một ngày bạn đã chợt nhận ra, ồ, cứ thế này mãi à? Thế này thì cũng chán quá đi. Nhưng rồi bạn lại nghĩ rằng, thôi, thế này là ok rồi. Nhìn lên chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn hơn chán vạn người. Có nhớ lại cái thời điểm trước không? Tán ra bại sản và đau đớn, xiết cả tan nhà nát cửa ở cái giai đoạn điểm C này, có biết không? Và cái ý nghĩ rằng là có thể thúc đẩy mình hơn nữa lại quên đi. Nhưng sau đó rồi thì một vài người bạn lại nói với bạn rằng, ông có cái khả năng như vậy, ông có cái nền tảng như vậy, nếu bây giờ ông kinh doanh cái này thì vô cùng thắng lợi. Và quả thực bạn thấy rằng là những người có xuất phát điểm thấp hơn mình rất nhiều, nhưng họ kinh doanh cũng thắng được. Và bạn lại bảo, thôi, không thể thế này được, lại kinh doanh thôi. Và bạn bắt đầu lại gì? Gom góp vốn và bắt đầu mở thêm ra một ngành hàng mới. Và cái cuộc sống, cái quy luật nó lại lặp lại. Khi bắt đầu ra kinh doanh thì mọi thứ viễn cảnh của bạn nó lại xảy ra, và bạn lại phải xuống điểm C phẩy. Những thử thách nó lại bắt đầu thử thách bạn ở đây, trước khi bạn có thể lên điểm gì? Điểm E. Những thử thách này lại bắt đầu là gì? Những vấn đề của bạn bắt đầu bạn phải trải để bạn có thể lên được điểm E. Nhưng bạn có thấy không? Ở cái điểm C phẩy lần này, nó thấp hơn nhiều so với cái điểm C phẩy của ngày xưa.
Bằng chứng là cái đáy này bạn thấy này. Bạn đã có sự trưởng thành và phát triển hơn nhiều so với điểm C trước đây. Bạn đã có năng lực, bạn đã có nền tảng, bạn đã có mọi thứ hơn rất nhiều. Và vì thế bạn tiến đến điểm E rất là nhanh. Và cuộc sống này nó cứ liên tục như vậy, liên tục như vậy. Và vì thế đừng bao giờ nhìn những thất bại, những thách thức, những vấn đề đến với bạn là những rủi ro, là những gì chứ sự không may. Mà hãy nhìn đó, hãy cảm ơn đó. Bởi vì những vấn đề đó đến, những thách thức đó đến, những rủi ro đến là để chỉ cho bạn những cái kỹ năng bạn còn thiếu, những cái năng lực bạn phải hoàn thiện. Và khi bạn đã hội được những cái năng lực đó rồi thì cuộc sống với bạn lại trở nên rất dễ dàng. Hãy cảm ơn những thách thức đến với bạn và hãy nhìn nó, coi nó là những người bạn. Cuộc sống này không bao giờ có thất bại, chỉ có những phản hồi. Và những thất bại tạm thời đến với bạn là những phản hồi cho bạn biết bạn cần phải làm tốt hơn, bạn cần phải có năng lực để vượt qua nó. Chúc mừng các bạn. Hãy coi đó, việc gì đến với bạn, nó phải đến. Những ai mà bạn đã gặp trong cuộc sống này, dù có mang cho bạn đến cơ hội hay là cướp đi bạn những cơ hội, mang cho bạn những nỗi đau hay là có thể hỗ trợ bạn, thì những người đó là bạn buộc phải gặp trong cuộc sống này. Hãy an nhiên đón nhận tất cả và vượt lên trong cuộc sống này.